suốt chặng đường gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học cơ sở Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Trường Trung học cơ sở Phong Hóa đóng chân trên địa bàn xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa. Tiền thân của trường từ năm 1953 có tên gọi là Trường Phổ thông Phan Bội Châu cấp 2. Năm 1955, trường được đổi tên thành Trường Phổ thông cấp 2 Tuyên Hóa, là một trong hai trường đầu tiên của huyện Tuyên Hóa và 10 trường cấp 2 đầu tiên của tỉnh Quảng Bình. Năm 1965, Trường Phổ thông cấp 2 Phong Hóa được thành lập và phát triển qua các giai đoạn lịch sử. Năm 1992, trường được sáp nhập với tên gọi là Trường Phổ thông cấp 2 Ba Minh Cầm, sau đổi tên thành Trường Phổ thông cấp 2 Ba Phan Bội Châu. Tháng 6 năm 2003, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định số 1947, tỉnh chia tách thành hai trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu và Trường Trung học Cơ sở Phong Hóa. Trường Trung học Cơ sở Phong Hóa ra đời từ đó. Những năm qua, các thế hệ sư phạm nhà trường đã phát huy truyền thống hiếu học, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều học sinh từ mái trường này đã trưởng thành, giữ nhiều cương vị khác nhau, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Chúng tôi đã xác định với nhau là dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt. Vì vậy, tập thể sư phạm nỗ lực đồng lòng hết sức và được sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Do vậy, chúng tôi đã thu được những kết quả mỹ mãn. Sau 7 năm thì trường được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia và đến năm học 2012-2013 thì trường được tặng cờ thi đua xuất sắc khối trung học cơ sở, một trong hai trường xuất sắc của tỉnh. Chúng tôi rất là mong muốn rằng những cái thế hệ tiếp nối của chúng tôi sẽ phát huy cao độ truyền thống của nhà trường để Trường Trung học cơ sở Phong Hóa mãi là điểm sáng của huyện, của tỉnh. 58 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua bao gian khó, từ một ngôi trường chỉ có 7 phòng học được làm bằng tường đất, mái rơm. Đến nay, cơ sở vật chất Trường Trung học cơ sở Phong Hóa đã khang trang, cơ bản hoàn thiện theo hướng hiện đại với 5 dãy phòng học, phòng truyền thống, phòng chức năng để phục vụ cho công tác dạy và học. Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Những năm qua, tập thể sư phạm nhà trường đã tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn hóa về trình độ. Năm học 2023-2024, Trường Trung học cơ sở Phong Hóa đã có 25 cán bộ giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và 318 học sinh. Nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, có sáng kiến kinh nghiệm được ngành giáo dục đào tạo công nhận. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn của nhà trường. Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cả cấp. Em rất vinh dự và tự hào khi được học tập và rèn luyện dưới mái trường Trung học cơ sở Phong Hóa. Chúng em sẽ quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, chăm chỉ học tập để trở thành con ngoan, cho giỏi, đối viên tốt, xứng đáng với truyền thống hiếu học của nhà trường. Bản thân tôi cũng giống như các giáo viên khác thì thường xuyên trau dồi nghề nghiệp và nâng cao chất lượng giờ dạy, đặc biệt là tham gia các cái lớp tập huấn để đáp ứng nhu cầu giáo dục phổ thông 2018. Trong quá trình dạy học thì tôi tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức đánh giá, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giờ dạy. Đối với học sinh thì tôi luôn gần gũi, yêu thương, chăm sóc các em và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì tôi đã phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức trong và ngoài nhà trường để giáo dục các em tiến bộ về mọi mặt nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường học, một trong những tiêu chuẩn đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm học và đánh giá chất lượng nhà trường. Trong những năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được Trường Trung học cơ sở Phong Hóa quan tâm. Từ khi tái thành lập vào năm 2003 đến nay, Trường Trung học cơ sở Phong Hóa đã 3 lần được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3 năm 2014, cấp độ 2 năm 2023 và đạt danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh năm 2021. Năm học 2012-2013, trường được nhận cờ thi đua xuất sắc, là một trong hai trường dẫn đầu thuộc khối trung học cơ sở của tỉnh. Nhiều năm liền, trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc. Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận của các cấp, các ngành về sự phát triển của nhà trường.
Nhà trường đã có những giải pháp như sau: không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đặc biệt là triển khai và thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai hiệu quả các chuyên đề dạy học, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả, đổi mới kiểm tra đánh giá, xếp loại và cho điểm học sinh theo các văn bản hướng dẫn của ngành, làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh, phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực, làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương để tăng trưởng cơ sở vật chất cho nhà trường, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Qua đó, từng bước khẳng định được vị thế của nhà trường. Trường Trung học cơ sở Phong Hóa là một trong những trường mà có cái lịch sử lâu đời đối với giáo dục huyện nhà. Thì trải qua gần 60 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã giành được nhiều cái thành tích đáng phấn khởi. Trong những năm vừa qua, thì nhà trường luôn làm tốt cái nhiệm vụ đó là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho địa phương. Những cái thành tích, những cái kết quả mà nhà trường đã đạt được thì ngành cũng như là cả cấp đã biểu dương và ghi nhận. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn là nhà trường tiếp tục kế thừa cái truyền thống, phát huy cái nội lực để rồi thực hiện tốt cái nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần đáp ứng cái kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Với những thành tích đạt được trong những năm qua, chính là động lực để trường Trung học cơ sở Phong Hóa phát huy truyền thống, tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nỗ lực xây dựng trường phát triển trong những năm tiếp theo, tạo tiền đề bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống, tự hào của thế hệ thầy và trò nhà trường trong gần 60 năm qua. Trường cũ học trò xưa.